đi ra đây, thấy chưa, thấy chưa, rồi đi ra đây, đi ra đây. Hello là ok. Chào mừng các em fan đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xù xí xọn và bông bé bỏng. Thì hôm qua á là anh Sen nghe được một thông tin từ nhà bạn trai của Su. Bạn trai Su nói sao? Nói gì? Đúng rồi, Su nói á là bạn trai Su là bo béo bở, nói là nhà bạn trai Su mới có một thành viên mới tên là em đen thui lui đó. Em này mới được mẹ của bạn trai Su là bo béo bở nhận nuôi, vì vậy á là hôm nay là Su sẽ xuống tặng cho em đen thui lui sách vở để chuẩn bị gia nhập năm học mới, có nghĩa là chuẩn bị bạn em đen thui lui đi học tiểu học á cả nha. Đây mầm thì... non à, mầm non. Thì đây là sách vở cũ của Su nè, trong đây nó có rất là nhiều kiến thức. Vì vậy á là Su muốn đem xuống để tặng cho em đen thui lui. Và đồng thời anh Sen cũng muốn giới thiệu tới tất cả các em fan trên kênh Bông Bé Bỏng là em đen thui lui như thế nào. Su, trước khi xuống đó thì Su nói cho anh nghe, bạn trai Su nói là em đen thui lui nó như thế nào. Em nó đen thui à, sao đó. Em nó có chút xíu à, sao đó. Em nó rất là đẹp gái luôn đó. Rồi em đó bao nhiêu tuổi? Em đó được 8 tháng tuổi. Rồi em đó có ngoan không? Nghe nói là em đó ngoan lắm. Em đó có dễ thương không? Dễ thương lắm. Em đó có biết nghe lời không? Biết nghe lời lắm. Rồi ngồi xuống. Mẹ làm cái gì mẹ? Mẹ nghe nói là em đi thụt lùi đó. Dễ thương lắm, con gái này mẹ tìm vải cái may cho em bộ đồ. À giờ mày không kịp đâu mẹ ơi. Không, mẹ làm kịp. Đây là một cái là các em có bộ đồ em bằng không? Thì đây nè cả nhà, sáng giờ em Bông á nghe nói là sẽ xuống gặp em đen thù lùi nữa. Nên em Bông lo bận bộ đồ sớm thì sớm luôn rồi nè cả nhà. Đây gài nút lại chứ sao bận và bộ đồ vậy Bông? Đây gài nút vô. Đó. Đúng rồi, bây giờ nút vô. Ai mà để khăn ngực ra vậy? Ủa chứ Su sao bận quần áo Su? Su chưa bận mẹ. Đây à, Su Bông á là Bông bận từ sớm rồi. Bông nói là sáng nay là Bông cũng muốn xuống để gặp em đen thui lùi đó, để coi thử là em đen thui lùi đó là dễ thương như thế nào đó. Ok thì bây giờ á cả nhà, đây ở đây có rất là nhiều sách vở nè đó, anh Sen cũng sẽ đem xuống để tặng cho em đen thui lùi để em đen thui lùi có thể có nhiều kiến thức mới, đi học giỏi hơn đó. Ok rồi. Em đen thui lùi đó cao bao nhiêu con? Em đen thui lùi đó mà 15 cm, dài 15 cm. Có 15 cm được ra hả? Dạ yeah. Trời ơi, sao em nhỏ vậy, thương vậy? Em là chắc một gang tay với mẹ. Một gang tay như vậy nè kìa nha. Bây giờ cứ mua 20 phân thôi. Bây giờ mẹ anh Sen là đang may để cho xuống tặng cho em đen thù lùi. Đó. Ba cái đèn mẹ may cho em nè, em đen thù lùi đúng không? Đúng rồi. Chân của em chắc bằng một ngón, đúc ngón tay cái của mẹ. 20 cm nè. Đúng rồi. Đúng rồi, còn đó mẹ. Xô bước vô. Đó, gặp lại giờ mẹ không may mẹ. Cho em cái để em xuống tặng cho em nha. Rồi bây giờ mày làm sao đó, 20 cm thôi đó, được rồi. Đó giờ mày cắt tròn tròn thôi. Đây. Đó. Cắt tròn tròn như thế này đúng không? Rồi. Bây giờ khét cho em một cái lỗ chỗ đây là cái cổ. Cái cổ em vào đây đúng không? Đó. Rồi. Hai bên đây mẹ làm hai cái tay. Bông là gì không chịu Su giữ Bông? Su mừng, Bông mừng rồi Bông. Đây Su có bận vô cho em. Rồi ok. Rồi ta chơi miệng tí. Ok hai bên gì nữa hai? Bây giờ anh Sen sẽ cùng với em Su xuống lấy đồ ăn để lên đó tặng cho em đen thùi lùi. Tại vì em đen thùi lùi anh Sen nghe nói là em đen thùi lùi nhỏ lắm, có chút xíu xíu à. Vì vậy á là Su sẽ giống kiểu là hồi ngày Su ra giống kiểu á cả nhà, ngày xưa á là Su ăn như thế nào là Su sẽ biết cách và Su sẽ lấy đồ ăn phù hợp để tặng cho em đen thui lùi đó. Chứ tại vì em nó nhỏ lắm cả nhà, sẽ cần cái đồ ăn của mấy em cuốn đó, tại vì răng chưa mọc nhiều đó. Su xuống lấy van. Su đi lên. Su đứng lên đi. Su có Su ạ. Đi Su, đi xuống đây. Su đi vô, đi Su đi xuống đây. Đây, xuống đây. Xe vô hai đứa.
Giỏi, đi vô đây. Giỏi. Đi vô đây Su. Bóc. Su ơi, đưa lấy cho tụi lạnh. Su ơi, đây. Đây, một đứa cắn cài. Chết rồi, lấy xúc xích của Su kia. Đứng lên. Cắn mẹ ra. Cắn. Rồi đi ra mẹ. Đi ra kia mẹ ra. Mẹ ra. Mẹ ra để vô cho ổ xếp bỏ. Đi ra. Đứng lên. Đi ra đây. Rồi. Ở đây. Ở đây. Giỏi, đó là bông. Ông ơi. Con đó. Anh nhảy sang con đứng lên. Nè. Đây bông. Con đứng lên. Con men đây. Rồi con men đây. Đi đây đây bông. Men đây bông. Giỏi, men đây. Men đây để tặng cho em đi thù lùi. Giỏi, đi đây. Ở đây. Rồi, vậy á là Su với Bông mỗi em sẽ tặng cho em đó một cái xúc xích. Đó, bỏ đây. Hả, Su có thích, có nguyện ý không? Su, em có đồng ý là tặng cho em đi thù lùi một cái xúc xích không? Đồng ý. Đó, Su có tiếc không? Không tiếc. Được rồi. Được rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Để mẹ bắt sổ, mẹ cũng biên cho em nha con. Tặng cho em nha. Nếu mà em bận vừa để về nói mẹ để mẹ thiết kế cho em 100 bộ luôn nha con. Ở ngoài kia bán tay mày cho vô bì. Mày làm cái này chứ. Để mẹ. Ờ ok. Rồi ok, đi đây. Su ơi. Vô nó nè. Bước nằm ở dưới này. Su ơi, nói đi Su. Nãy giờ á là anh không muốn nói thôi. Hôm nay á là mình xuống nhà bạn trai Su á. Su phải làm sao cho nó ra dáng chứ Su nghĩ sao mà Su ở chuồng vậy. Tới nhà bạn trai mà ở chuồng vậy là chết rồi. Phải mặc đồ vô. Giống như Bông này thấy không? Đó cả nhà, thấy không? Bông cũng phải mặc đồ vậy chứ. Nghĩ sao mà con gái đứa ở chuồng cả nhà. Vậy nè. Ai mà coi cho được, lựa đồ nào. Ok, bây giờ anh sẽ lựa cho Su một bộ đồ để Su xuống đó Su mặc. Su làm cho Bông lé mắt luôn. Bận biết chứ đi. Hôm nay là Su sẽ mặc đồ đây nha cả nhà. Su mặc bikini. Chặt lắm bận nha. Chặt lắm mà. Bận cái này là cái chất vải thun á. Đứng lên rồi đây. Có cái dây cục ngang bụng nè. Ô, Su đây Su mặc đồ dày thôi chứ là sao mà bo chịu. Rồi đây. Bo chịu cho nổi trời. Cục cái bụng bẻ thì cục ngực bẻ vậy. Mẹ ơi. Để xem cục cái ngực vậy nha. Cục đây cho cục được rồi. Cái đây cái gì đây? Không, cái đó một dây thôi. Rồi. Su đứng lên, Su đi đây. Mọi người đứng lên luôn. Đây, đây. Ai, Su, Su chào mẹ đi, Su nói là hôm nay Su đi đâu. Su, xin mẹ đi. Hôm nay con đi đâu đây con? Đi đâu, nói mẹ. Đi đâu? Đi qua nhà bạn trai. Qua nhà bạn trai mà sao bận đồ sắc áo vậy? Su nói hôm nay là Su muốn gây ấn tượng với bo mẹ. Đó. Trời ơi, sao mày bắt nó như nó thế này rồi xong rồi. Rồi người ta nhìn thấy hình ảnh ở trong hết sao con? Không, ở trong nó nhìn vậy thôi chứ nhìn vô trong là không thấy gì đâu. Chia lại rồi. Vậy hả? Dạ, đẹp á. Ừ, thôi, chơi, để về nha. Con bây giờ con dẫn Su Bông đi xuống nhà bạn trai xíu rồi con về nha mẹ. Ừ. Dạ.